nhà cung cấp bơm nước công nghiệp Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây là một trong 9 kho hàng động cơ điện, máy bơm nước của chúng tôi tại Việt Nam. Xin trình bày tới quý khách giá máy bơm nước 3 pha 11 kW 15 ngựa. Loại bơm của chúng tôi được lắp ráp từ motor điện xuất khẩu châu Âu. Hiện tại trong thị trường, các bơm nước 15 ngựa thường đạt lưu lượng bơm từ 9 mét khối tới 42 mét khối trong 1 giờ vận hành. Đường kính ống hút thông dụng là 76mm và đầu xả là 49mm. Giá của bơm nước 15 ngựa điện áp 3 pha trên thị trường là khoảng 10,9 triệu đồng, còn 10 ngựa thì khoảng 72 triệu đồng và 20 ngựa là khoảng 12 triệu đồng. Xin lưu ý đây là giá trung bình, còn giá chi tiết phụ thuộc vào chất liệu kính bơm và nguyên liệu chế tạo bảo bơm. Riêng với sản phẩm của Minh Motor, quý khách được bảo hành 4 năm phần điện. Dựa vào các thông số trên, mong rằng quý khách có thể tìm cho mình một sản phẩm ưng ý, giá cả phải chăng, chất lượng bền nhiều năm. Quý khách có nhu cầu tư vấn xin liên hệ số điện thoại 098 1676 163 để nhận giải đáp thắc mắc. Chúng tôi có văn phòng đại diện tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và chi nhánh tại các tỉnh thành phố lớn khắp cả nước.